Xin chào anh em. Dạo đây chúng ta thường hay tranh luận với nhau cấm 10 tướng liệu có nên hay không, mặc dù hiện tại đang chỉ ở trong dạng thử nghiệm mà thôi. Và theo ý kiến của thằng em của mình Chip thì cho rằng đây là một cái vấn đề mà anh em nên bàn luận. Đầu tiên là cái điều mang lại chúng ta trên là anh em sẽ đa dạng hơn và anh em có thể cấm được nhiều vị tướng anh em cho là chưa cân bằng, ví dụ như là Richter, Sif, Idumia nó quá mạnh, hay là các vị tướng chào đón mới chuẩn bị ra mắt khi được cập nhật ở phiên bản sắp tới. Nên là việc cấm 5 thì sẽ có lợi rất là nhiều cho anh em, nhưng mà không có lợi cho anh em, đặc biệt là những anh em one champ đánh một vị tướng, hoặc là những anh em nào ít tướng đấy, hay là chưa đủ thông thạo. Vậy thì theo anh em ủng hộ việc cấm 10 hay anh em chỉ cần đơn giản thôi, gà rán, cấm 6 đủ rồi? Hãy comment dưới video nhé. Và Ed cần phải nhắc lại thêm lần nữa chứ là đây chỉ là ở đang thử nghiệm thôi, còn áp dụng hay không thì phải chờ. Tại vì từng có một hiện trạng ở trên là rank vàng từng được đề xuất và từng được test ở trên là cấm 1 ở máy thử nghiệm, nhưng sau khi gà rán cảm thấy là không phù hợp nên không áp dụng. Và để cho anh em đón chờ mòn mỏi mà chả có, thì việc cấm 10 nó cũng chỉ là đang ở dạng test mà thôi. Cấm hay không còn phải chờ thời gian. Ví dụ như anh em vào rank đi, gặp mấy cái thằng ất ương, nó cấm thì không cấm, nó câu giờ làm anh em bực mình, tức tối. Như vậy nó ảnh hưởng đến cảm xúc chơi game không nào? Đó là những điểm mà anh em không thích. Ở góc trai mình của anh em là bảng ngọc trang bị và phù hiệu Ignite nha. Nhiều ông cứ bảo Illumia mạnh quá nên nó sống thì phải làm sao để khắc chế. Pick ngay Ignite cho S nha. Spam thẳng mặt nó cho S. Thế thôi. Đơn giản luôn nào. Thì chúng ta trở lại về vấn đề cấm chọn này. S sẽ bàn luận rất là nhiều về vấn đề này ở trong clip hôm nay nha. Đầu tiên, điểm mang lại chúng ta có được gì khi cấm 10? Chúng ta sẽ giảm bớt được rất là nhiều vị tướng, sẽ không còn phải trận đấu nào cũng gặp nào là Cavani được sổng thì lại sẽ pick ngay Cavani. Đáng ra là mình muốn pick con Whit, con Celica để chơi cơ, nhưng mà đồng đội bảo là mày mà không pick Cavani là tao pick, đéo cho mày đi xạ thủ đấy, kiểu vậy đấy. Thì mày phải làm sao, lại phải chơi Cavani ở chơi, đánh suốt đánh chán rồi. Anh em còn nhớ một cái thời gian không, khi mà con Khaleesi nó nổi lên đấy, khi đấy đợt nào cũng Khaleesi, mày không Khaleesi tao pick Khaleesi đi mít bây giờ, tiên sư nhà nó chứ, bọn nó nghĩ là chỉ có mỗi vị tướng đấy để chơi được không ấy. Đó là sao, đó là các vị tướng đó nó mạnh hơi thái quá ở cái thời điểm đó với vị tướng khác, thành ra rank thì người ta lại chơi cái tính ỉ lại đó anh em, họ chơi tính ỉ lại mà lại quên mất các vị tướng truyền thống như Ignite đấy, nó quá đủ mạnh để chơi. Nó mạnh ở giải, nó mạnh ở rank, thế mà mấy ông lại quên mất nó và chỉ nhớ đến các vị tướng khác. Đó là một cái điều rất là đáng buồn. Vậy nên cấm 10 sẽ giúp cho anh em hạn chế được vấn đề đó và giúp cho anh em mở rộng thêm bể tướng của mình, giúp cho anh em thêm nhiều chiến thuật hơn. Vậy thì đó là các điều mà cấm chọn nhiều sẽ mang đến cho anh em. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cấm chọn nhiều như thế có bất lợi gì? Bất lợi thứ nhất là mấy ông boy one champ đấy, cẩn thận nhá, bị cấm là khỏi chơi đấy. Hay là vì cấm nhiều quá thì anh em lại bảo là ôi dồi ôi nhiều lượt cấm quá, không biết cấm cái gì đây, anh em thể gợi ý cho mình không? Mà lại năm thằng trụ với nhau lại toàn là mấy cái thằng vừa đến rank, không biết là phải nên cấm cái gì. Thế phải cấm gì đây? Chẳng lẽ cấm Toro hay là cấm gì gì đấy? Thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn mà anh em. Và khi đó các vị tướng mới mắt làm sao cơ hội được chơi đây? Tướng mới ra mắt điểm gì? Ấy cái thằng này phải làm choáng này anh em. Choáng này, choáng. Spam. Đấy. Anh em cứ vậy mà chiến thôi anh em. Đôi lúc không cần anh em phải đợi chưa một là anh em cũng có thể spam được. Đây một chút lưu ý về Ignite mà tiện ở trong clip này em sẽ gửi đến cho anh em. Bụi tướng rất là hay ho và có thể đối đầu tốt với các con bài pháp sư mạnh như là Rat, Idumia và rất rất nhiều vị tướng khác nhá. Ok, anh em thì áp dụng nhé. Yếu điểm kế tiếp là anh em không có quá nhiều thời gian để luyện tập các vị tướng khác. Anh em best con này, best con kia, nhưng các vị tướng đấy lại gặp ngay cái hoàn cảnh là bị ăn cấm nhiều. Vậy làm sao? Đấy, chúng ta phải chấp nhận. Và khi các vị tướng mới ra mắt không được chơi, anh em mới sinh ra cái lòng chán nản. Tận 10 được cấm của mấy anh em. Ví dụ ấy, em ví dụ đi nhá. Ví dụ vừa ra mắt nó cấm con Thon, sắp tới con Dexter nó ra mắt nó cấm con Dexter, sắp tới con Sinit nó ra mắt nó cấm Sinit. Thế thì ai được lợi ạ?
chắc chắn gà rán không được lợi. Tại vì sao? Tướng mới ra mắt cứ cấm như thế thì tôi mua làm gì? Ông không có doanh thu, mà gà rán không có doanh thu thì làm sao phát triển được game ạ? Đấy, đó là lý do vì sao mà S không quá ủng hộ việc cấm 10, mà S chỉ cần cấm 6 mà thôi. Anh em hiểu chưa? Tức là cấm 6 tướng, tức là mỗi bên cấm 3 tướng là được rồi. Như vậy S nghĩ là ổn rồi. Chứ còn cấm 10 thì hơi quá đáng. Thật, S nghĩ là như vậy là quá đủ rồi. Còn anh em, ý kiến của anh em như thế nào? Hãy lại comment video nhá. Đương nhiên là chúng ta có rất là nhiều điều để mà chém gió với nhau ở trong cái video hôm nay. Thực sự thì làm về vị tướng Ignis này, S cũng phải làm được tầm 3-4 video clip Ignis chứ. Tại vì Ignis là vị tướng mạnh mà. S rất là muốn anh em sử dụng và tham gia vị tướng này nhiều. Chơi Ignis thì không khó, nhưng mà anh em cũng phải nhớ cho S là tung chiêu một chúng, sau đó anh em làm gì thì làm nhé. Đơn giản nguyên tắc như vậy thôi. Tung chiêu một chúng thì anh em được gia tăng tốc. Tung thêm lần chiêu một, búp giáp ảo, hồn máu. Tung chiêu một chúng, thêm lần chiêu hai là choáng. Chiêu một chúng, chiêu cuối là sang chuẩn chiến sợ. Lên các vị tướng có nội tại nha anh em. Wow, tăng tốc này đấy anh em chưa? Tăng tốc tiếp, tăng tốc và hồi máu. Thêm phát chiêu một, choáng ngay ạ. Lợi hại nhất của Ignis đó chính là vừa lùi vừa đánh. Cái địch đuổi ra sau, không khống chế, không hạ cũng được thì xác định là nằm nha anh em. Đó là lý do vì sao mà Ignis rất là đáng sợ trong khoản vừa đánh vừa lùi ở trong tranh. Cấu rỉa và thủ trụ thì tuyệt vời, dặn lính siêu nhanh ở đầu game, ra tranh khỏe ngay ở cấp độ 2. Một người biết chơi Ignis hay không? Chỉ cần anh em đụng độ nó ở cấp độ 2 là sẽ biết được thằng này có biết thổi Ignis hay không nhá. Cực kỳ đơn giản thôi đúng nào. Wow, hôm trước thì em có gửi đến cho anh em 3 clip về cái phiên bản mới ở máy chủ nghiệm. Đấy là beta 28, thì em không nhầm như vậy. Sẽ được cập nhật chúng ta vào khoảng tháng 10. Khi đó ở đấy thì anh em thấy được rằng chúng ta có thêm con mắt di động đang được test. Áp dụng hay không thì còn chờ một cái thời gian dài anh em ạ. Ngoài ra có rất là nhiều cái điều hay ho khác về tính năng của game, như là việc định hướng chiêu này. Định hướng chiêu nó được hoàn thiện hơn. Rồi việc là trước 30 giây anh em có thể là mua và bán đồ, tránh tình trạng anh em đi trợ thủ là quên mua hay là mua nhầm đồ. Quên mua đồ trợ thủ, tránh thọt tim. Và đương nhiên các trang bị nó được sửa đổi. Ví dụ như anh em cái trang bị Sectuan đi, nó sẽ cực kỳ hợp với Ignis. Tại vì Sectuan ở cái phiên bản sắp tới đấy, nếu mà được cập nhật thì nó không còn 75 xuyên ra phép. Nhưng điều nó mang lại rất là hợp với Ignis đó chính là hồi chiêu, đó chính là hồi năng lượng. Tại vì nó có đồ cấp 2 ghép lên cái Sectuan đó là cái vòng đức hạnh cấp độ 2 nhá. Wow, cái chiêu nội tại của thằng điêu thuyền nhá. Nên việc Sectuan mất xuyên giáp phép, kẻ vui người buồn. Vui nhất chắc chắn là cái bọn Ignis này, buồn chắc chắn là Rat rồi anh em. Nếu mà kẻ địch có cái vị tướng hồi máu, Rat chắc chắn là phải lên. Mà Rat nó lại không cần năng lượng, nó hồi chiêu thì nó cũng bình thường, nó cũng không cần phải hồi chiêu lắm làm gì. Nên anh nghĩ là đó có thể làm cái bước đi, gọi là bước đi giảm gián tiếp cho vị tướng Rat và tăng nhẹ cho vị tướng cần năng lượng và thời gian giảm một chiêu, kiểu như Illumia chẳng hạn đâu này anh em. Vừa cần giảm một chiêu lại vừa cần năng lượng, lên quá tuyệt, lên quá tiện đúng không nào anh em. Em tính sơ sơ nhá, anh em lên cái đôi giày giảm một chiêu nào, anh em lên mặt nạ Berit, anh em lên sắc trồn, như vậy anh em đã có 15 30, sao nhỉ, mặt nạ là 15 phải không anh em, thì kia đôi giày là 15 là 30, như vậy là anh em có 40% giảm một chiêu rồi. Trời ơi, đỉnh cấp, đỉnh cấp. Đó là lý do vì sao mà Illumia bị giảm một chút sức mạnh ở phiên bản sắp tới nhá. Thì bù lại thì anh chàng cô nàng đó thì có từ trang bị các kiểu, nói chung là càng vậy anh hai. Vừa đánh vừa lùi, nó là cái sở trường của Ignis rồi anh em. Anh em nâng max chiêu một cho S nhá, cài phần trăm thứ nhất. Ignis thì S thường cầm tốc hành để có thể kết hợp thêm cái độ tại, nó vừa chăn vừa rỉ cứ gọi là quá tuyệt vời nhá.
Anh em thấy phân tích vượt dầu của S như thế nào? Tức là muốn nhìn nhận một vị tướng ở đấy được tăng hay là giảm gián tiếp đấy, anh em phải nhìn vào thứ nhất là có thay đổi về sức mạnh của nó hay không. Không thay đổi về sức mạnh của nó thì đừng tưởng là không bị giảm nhá. Ví dụ như là Raudel đi, đó là giảm gián tiếp từ trang bị. Giống như là các vị tướng sắp tới trang bị sẽ bị giảm gián tiếp chẳng hạn, hay là các vị tướng sát thủ phép tới. Wow, thằng này nó bị ngáo rồi. Ui, đúng là có sức bật phết ta. Chắc là end game thôi anh em ơi. Vừa mới chém gió được một chút với anh em thôi. Đúng là nói về chuyện là tăng giảm sức mạnh của vị tướng và phiên bản mới thì nói cả ngày không hết anh em ơi. Hẹn anh em ở trong các video clip lần sau nhá. Anh em ủng hộ việc cấm 10 hay là chỉ muốn cấm 6 tướng hay là giữ như vậy bây giờ là được rồi. Hãy comment và để lại ý kiến của anh em dưới video nhé anh em ơi. Hãy để lại quan điểm của anh em, SFRF thả tim cho anh em. Và chúng ta cùng tương tác nha anh em ơi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bấm nút chuông cùng S nhé. Bye bye anh em. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.